Thưa quý vị, thời gian gần đây, các loại trà thảo mộc xuất hiện ngày càng nhiều và cũng đã có không ít người sử dụng trà uống mỗi ngày với mục đích hỗ trợ điều trị bệnh, bổ sung sức khỏe. Hiểu được nhu cầu này, cùng với mong muốn góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng, công ty cổ phần On Health đã cho ra đời dòng sản phẩm trà thảo dược mang thương hiệu On Health. Để có những sản phẩm thực sự chất lượng đúng với mục tiêu ban đầu là góp phần chăm sóc sức khỏe cho người sử dụng, công ty cổ phần On Herbs đã quyết định phối hợp cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Dược Vĩnh Xuân là một trong những công ty đông dược đầu ngành và cũng là đơn vị tiên phong trong việc kết hợp giữa công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm. Với bề dày kinh nghiệm trong chế biến thảo mộc cộng với việc đầu tư vùng nguyên liệu sạch tại chỗ rộng lớn, được kiểm tra nghiêm ngặt và quy trình sản xuất khép kín đã giúp cho những sản phẩm trà mang thương hiệu On Herbs nhanh chóng nhận được sự đón nhận của người tiêu dùng. Hiện thương hiệu trà thảo dược On Herbs có các sản phẩm chính như trà ăn ngủ ngon dùng cho người tiêu hóa kém, suy nhược cơ thể, người ăn ngủ không ngon giấc, hay đau đầu, chóng mặt, mệt mỏi, chán ăn. Trà bổ gan giải rượu giúp thanh nhiệt giải độc, giúp loại bỏ độc tố trong cơ thể, giúp giảm cholesterol, tăng cường chuyển hóa lượng mỡ thừa, mỡ máu. Trà giảm cân dùng cho người bệnh béo phì, người lipid trong máu cao, giảm cholesterol trong máu, nhuận tràng, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tăng mỡ bụng. Trà sáng đẹp da dùng cho người da sạm nám, tàn nhang, người hay bị mụn, nám má, cải thiện nội tiết tố. Và trà cúc đông trùng thảo có công dụng bồi bổ sức khỏe, thanh nhiệt, giảm căng thẳng, tinh thần sảng khoái, hỗ trợ cho người bị tiểu đường. Tất cả các sản phẩm này đều được làm hoàn toàn từ thảo mộc thiên nhiên, cộng với quy trình sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu đến dây chuyền sản xuất và đóng chai thủy tinh nên rất an toàn cho người sử dụng. Có thể nói với những ai là tín đồ của trà và thường sử dụng nó làm thức uống hàng ngày thì dòng sản phẩm mang thương hiệu On Herbs cũng là một lựa chọn rất đáng tham khảo.